Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Ya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Ma trên Ban Thoát, mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam mùa hè từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 18 kinh Mật Hoàng Madhubindika Sutta, phân đoạn 091 đến 093 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, con xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái tam bảo. Và tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thánh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong những cái tựa đề của các loại kinh thì có những tựa kinh đã liên quan đến địa danh nơi mà Đức Phật thuyết, hay là liên quan đến nhân danh ngài thuyết cho ai, lấy tên người đó đặt tên cho bài kinh, hoặc là liên quan đến pháp, tức là liên quan đến nội dung bài kinh mà Đức Thế Tôn thuyết. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là bài kinh Mật Hoàng, là cái bánh mật, bánh mật mà ở bên Ấn Độ họ cũng giống như là bánh cam, bánh còng ở Việt Nam chúng ta vậy đó, mà cho đến ngày hôm nay họ cũng gọi là bánh mật hoàng, Madhu Pindika. Tại sao bài kinh này được gọi là mật hoàng, bánh ngọt? Ở trong không phải là địa danh, không phải là nhân danh, mà cũng không phải là chi pháp của bài kinh, mà là vì cái câu nói cuối cùng khi tôn giả Ananda nghe được ý nghĩa của những gì được nói, ngài rất là hoan hỷ, bày tỏ cảm tưởng như là một người đang đói mà được ăn một cái bánh mật thật ngon. Thì tôn giả hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi là gì? Đức Thế Tôn ngành thì vậy, nếu vậy thì cứ gọi là pháp môn bánh mật, hay là pháp môn gọi là kinh mật hoàng. Thực ra thì trong bài kinh này, Đức Phật đã trả lời câu hỏi lớn của một người họ thích gọi là Dandapani. Và vì
Ông này hỏi một câu mà Đức Phật biết cho dù Ngài có giải thích cặn kẽ ông ta cũng không chấp nhận, bởi vì ông ta thuộc có khuynh hướng xu hướng thời đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đức Phật này cố tình này trình bày và giải thích, Ngài nói một cách khác để cho ông ta nghe không hiểu gì và ông ta bỏ đi. Thì lúc đó Đức Phật đã thuyết lại cho chư tỳ kheo nghe. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài cũng thuyết một cách tóm tắt, rồi Tôn giả Mahakacchana đã giảng giải rộng rãi cho chư tỳ kheo. Thì về cái nội dung của bài kinh đó, chúng ta muốn biết ở trong đó nói cái chi thì chúng ta hãy nghe Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình hôm nay, sẽ giảng giải ý nghĩa này qua lời đọc bài của VMC. Và sau đó sẽ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và sau đây con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 18 kinh Mật Hoàng Madhupindika Sutta, phân đoạn 091 093 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Kinh Mật Hoàng Madhupindika Sutta. Mật hoàng có nghĩa là bánh mật, một loại bánh thơm ngon. Tên kinh không liên hệ gì với nội dung bài kinh. Một chi tiết cuối bài kinh là khi Tôn giả Ananda nghe được ý nghĩa của những gì được nói, Ngài rất hoan hỷ, bày tỏ cảm tưởng như một người đang đói lả được ăn một cái bánh mật thật ngon. Đức Phật nhân đó dạy rằng, vậy cứ gọi là pháp môn bánh mật. Bài kinh là một giai thoại có ba phân đoạn. Đầu tiên là một người thuộc hoàng tộc Thích Ca đến gặp tại Đại Lâm, hỏi về một câu về tổng quan giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật hiểu chủ tâm của vị này nên trả lời một câu tương đối khó hiểu. Sau đó Đức Phật thuật lại câu chuyện cho chư tỷ kheo nghe nguyên câu chuyện, rồi Ngài đi vào hương thất. Cuối cùng chư tỷ kheo thỉnh cầu Tôn giả Mahakacchana giải thích rộng rãi ý nghĩa lời Phật dạy. Lời giảng rộng của Tôn giả được Đức Thế Tôn xác nhận là phù hợp với ý nghĩa của Phật. 091, một câu hỏi lớn được trả lời một cách cô động. Dandapanisaka là một hoàng thân dòng Thích Ca. Vị này là em ruột của vua Thiện Giác, hoàng hậu Maya và Di Mẫu Mahapachapati Gotami. Như vậy, trên phương diện huyết thống, vị này là cậu ruột của Đức Phật. Khi Đê Quá Đát Tá, Đề Bà Đạt Đa, cháu gọi Đanh Đá Pa Ní bằng chú, chia rẽ tăng chúng với việc đứng ra lập giáo riêng, thì Đanh Đá Pa Ní đứng về phía Đê Quá Đát Tá, gọi là Đanh Đá Pa Ní vì vị này đi đâu cũng mang theo một cây gậy bọc vàng rồng ở đầu gậy, với thái độ của một vương gia quý tộc. Đanh Đá Pa Ní đến gặp Đức Phật muốn tranh luận về giáo thuyết. Thay vì trả lời về tổng quan giáo pháp, Đức Bậc đạo sư đã nói lên bản chất và hiện tượng của những tranh luận, hí luận, lý luận về tôn giáo, triết thuyết. Nhưng câu trả lời của Phật vượt ngoài tầm hiểu biết của vị này nên phản ứng bằng im lặng và ra đi. Kinh văn, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa các dòng họ Sắc Cá, Thích Ca tại Cá Lý Quát, Cá Lý Lá, Cáp, Cáp Bí Lá Quát Thú, Ca Tỳ La Vệ ở vườn Nigro Thá Ra Má. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào thành Cáp Bí Lá Quát Thú để khất thực.
Sau khi khất thực ở Kapila Quá Thú, sau khi ăn xong, trên đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Peluvatthika. Có một vị gậy cầm tay Dandapani Sakka Thích Ca kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng, đến tại Peluvatthika, chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên dựa trên cây gậy, đứng một bên gậy cầm tay sắt cá, nói với Thế Tôn: Sa môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì, này hiền giả? Theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên Ma Ra và Phạm Thiên, với các chúng Sa môn, Bà La môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối đó, hối quá, đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói như vậy, gậy cầm tay sắt cá lắc đầu liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến vườn Nigrotha. Khi đến xong, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo, ở đây ta vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào thành Kapila Quá Thú để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapila Quá Thú, ăn xong, trên đường khất thực trở về, ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, ta ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Peluvatthika. Có vị cầm gậy cầm tay sắt cá kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng, đến tại Peluvatthika, chỗ ta ở. Khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên dựa trên cây gậy, đứng một bên cây gậy cầm tay sắt cá, nói với ta như sau: Sa môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì? Chư tỷ kheo được nói như vậy, nghe ta trả lời: Gậy cầm tay sắt cá, này hiền giả, theo lời ta dạy, trong thế giới với chư thiên Ma Ra và Phạm Thiên, với các chúng Phạm Thiên, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không bị ám ảnh vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, ta như vậy là như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay sắt cá lắc đầu liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế Tôn? Trong thế giới với chư thiên Ma Ra và Phạm Thiên, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh Thế Tôn, vị đã sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi nói vậy, thiện thể từ chỗ đứng dậy, bước vào tịnh xá. 092. Một bậc thánh đại đệ tử quảng diễn lời dạy của bậc đạo sư. Tôn giả Maha Kachana sanh ở Ujjaini, kinh đô xứ Awanti, một trong bốn quốc độ rộng lớn cổ Ấn thời Đức Phật, là một người bác lãm kinh Veda. Trước khi xuất gia theo Phật, Tôn giả đã là quốc sư của vua Chandapajota.
Tôn giả là một trong những đại đệ tử của Đức Phật với sở trường quảng diễn. Những gì được Phật dạy một cách tóm tắt, Ngài được biết là có tướng hảo quang minh và là tác giả của tập sách Nếp Tí Bhakaranda, một tác phẩm dạy về pháp ngữ, về ngữ pháp Pali còn lưu lại tới ngày nay. Kinh văn: sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các tỷ kheo ấy suy nghĩ: chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân không còn dư tạng. Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Rồi những tỷ kheo ấy suy nghĩ: nay có tôn giả Maha Kachana Đại Ca Chiên Viên là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở, sau khi đến sẽ hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này. Rồi những tỷ kheo ấy đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở, sau khi đến nói lên những lời chúc tục, hỏi thăm xã giao với tôn giả Maha Kachana rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Maha Kachana: này hiền giả Thế Tôn, sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân không còn dư tạng. Này hiền giả Maha Kachana, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ: chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy vắn tắt này cho chúng ta, vân vân, và đi vào tịnh xá, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân không còn dư tàng. Ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, vân vân, không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Này hiền giả Maha Kachana, rồi chúng tôi suy nghĩ: nay tôn giả Maha Kachana được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở, sau khi đến chúng ta hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này, tôn giả Maha Kachana sẽ giải thích cho. Chư hiền, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn đứng thẳng và có lõi cây, người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn. Quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Maha Kachana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Rama, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục đích tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng tôn giả Maha Kachana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng, tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong tôn giả Maha Kachana hãy giải thích, không có sự gì bất kính. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa vân hiền giả, các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Maha Kachana giảng như sau:
Chư Hiền, Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt lời dạy này vân vân và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, bất cứ vì nhân duyên gì vân vân không còn dư tạng. Chư Hiền, với lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, tôi hiểu ý nghĩa này một cách đầy đủ như sau. Chư Hiền, do nhân con mắt và các sắc pháp nhãn thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại, Chư Hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng nhĩ thức khởi lên, do nhân lỗ mũi và các hương tỷ thức khởi lên, do nhân lưỡi và các vị thiệt thức khởi lên, do nhân thân và xúc thân thức khởi lên, do nhân ý và các pháp ý thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc nên có cảm thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các pháp do ý thức nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại, Chư Hiền, sự kiện này xảy ra khi nào có mắt, khi nào có sắc pháp, khi nào có nhãn thức, thời sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của xúc, thời sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có thi thiết của thọ, thời sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của tưởng, thời sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết của sự ám ảnh, một số hí luận vọng tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có tai, khi nào có tiếng, các tiếng, khi nào có nhĩ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có các tỷ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức. Sự kiện này xảy ra khi nào có thân, khi nào có các xúc, khi nào có thân thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có ý, khi nào có các pháp, khi nào có ý thức, thời sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Chư Hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào không có nhãn thức, khi nào sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của xúc, sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của thọ, sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của tưởng, sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, sự thi thiết, thời sự thi thiết của sự ám ảnh, một số hí luận, vọng tưởng được hiển lộ. Chư Hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng, khi nào không có các có mũi, khi nào không có các hương, vân vân, khi nào không có lưỡi, khi nào không có các vị, vân vân, khi nào không có thân, khi nào không có các xúc, vân vân. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Chư Hiền, Thế Tôn đã Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy một cách vắn tắt, vân vân, đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì vân vân không dư tạng. Chư Hiền, đối với lời dạy của Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này và nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến hãy hỏi ý nghĩa này Thế Tôn giải đáp như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Ngữ và nghĩa. Phạn ngữ Pápañca là một danh từ rất khó dịch. Chữ Hán dịch là điên đảo vọng tưởng hay hí luận. Trong Anh ngữ, người ta thường dịch với những chữ self-reflexive thinking, reflection for reflection, exaggeration, elaboration, distortion, cho những lý luận bất tận về những quan kiến và giáo thuyết. Càng nói thì càng xa, càng mất phương hướng, như câu chuyện người đi tìm dê từ ngã tư này tới ngã tư khác,
càng đi càng nghi hoặc, càng mất phương hướng. Những điểm cần nhớ. Có thể hiểu với những điểm sau. A. Người ta thường tranh luận về tư tưởng, giáo thuyết không phải vì muốn tìm ra lẽ thật hay chân lý, mà chỉ vì bản năng thích bày tỏ quan điểm. B. Bản năng đó xuất phát từ sự gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức. C. Từ sự hội tụ giữa căn, cảnh và thức sanh ra cảm thọ, rồi tưởng, rồi suy tâm, tầm, đến dẫn đến điên đảo vọng tưởng. D. Tất cả những thức từ xúc, thọ, tưởng, suy tầm đều là phiến diện hạn hẹp, đối đãi thi thiết. E. Người tu Phật cần hiểu tánh tương đối trong sự nhận thức hay quan kiến của mình. 093. Lời xác chứng của Đấng Pháp Vương. Khi được nghe chư tỷ kheo thuật lại pháp được tôn giả Maha Kachana trình bày, Đức Phật chuẩn thuận và tôn giả Ananda nói lên lời tán thán. Kinh văn. Rồi những tỷ kheo ấy hoan hỷ tùy hỷ lời tôn giả Maha Kachana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách vắn tắt cho chúng con, vân vân, đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này không giải thích ý nghĩa rộng rãi một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ thời, như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, chấp đấu tranh, chánh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt không còn dư tàn. Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Bạch Thế Tôn và chúng con suy nghĩ, nay có tôn giả Maha Kachana là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở. Sau khi đến, sẽ hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana ở. Sau khi đến, chúng con hỏi tôn giả Maha Kachana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Kachana đã giải thích ý nghĩa ấy cho chúng con. Với những phương pháp này, với những văn cú này, với những văn tự này. Chư tỷ kheo, tôn giả Maha Kachana là bậc hiền trí. Chư tỷ kheo, tôn giả Maha Kachana là bậc đại tuệ. Chư tỷ kheo, nếu các người hỏi ta ý nghĩa này, ta cũng trả lời như Maha Kachana đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lả và mệt mỏi tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn cũng vậy, tỷ kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này gọi là gì? Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn bánh mật, mật hoàng, hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần chánh văn. Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh sư.
Dạ, Nam mô Bụt-tha-dạ, Nam mô Tham-ma-dạ, Nam mô Sang-kha-dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn cô Phong Lan đọc bài hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật, Đại Đức Tuệ Trì, Sư Minh Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh gọi là kinh Mật Quản. Như là chúng ta biết cái như lời dẫn nhập khi nãy từ tòa Tề Siêu đã nói, thường là dựa trên nhân danh hoặc địa danh hoặc ý nghĩa của chi pháp ở trong nội dung của bài kinh mà đặt cái tên kinh, bài kinh. Nhưng mà do rằng cái bài kinh hôm nay đó là khi mà Ngài A Nan hỏi Đức Phật về, về những cái sự suy nghĩ của Ngài A Nan, như là khi sau khi mà nghe cái lời của Đức Phật dạy như vậy, thì Ngài A Nan đã nói giống như là một người mà đói mà gặp được cái bánh. Cái bánh ở đây, bánh mật vàng mà ở bên Ấn Độ đó, thì cái người đó thưởng thức như thế nào đó, sau mỗi lần ăn vị ngọt như thế nào, thì Đức Phật này nói là hãy đặt tên kinh là gọi là kinh mật vàng. Thì nội dung của bài kinh này đó thì đề cập đến một cái nhân vật mà chúng ta biết ở đây đó là một cái nhân vật tên là Đanh Đá Ba Ní, là một cái vị ở trong hoàng tộc, và được biết là như là một cái người em của vua Thiện Giác, tức là ở bên ngoài của thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật của chúng ta đó. Thì cái ông Bà La Môn này đó, ổng định đến hỏi Đức Phật về những cái sự tranh luận, cái sự hơn thua như thế nào. Và khi mà Đức Phật ngài trả lời một cách vắn tắt, khi Đức Phật ngài trả lời một cách vắn tắt á, thì ngài mới nói rằng là này hiền giả, theo lời của ta đó, thì cái thế giới chư thiên ma vương và phạm thiên, các chúng sanh sa môn bà la môn, chư thiên và loài người đó, thì không có tranh luận một ai ở đời, và các tưởng sẽ không ám ảnh vì bà la môn, sống không bị triền dục phược, không có bị nghi ngờ do dự, không bị hối hóa, đoạn được đoạn diệt, không có bị tham ái đối với các hữu và phi hữu. Thì Đức Phật ngài nói đó là chính là cái lời giảng dạy của ngài. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng ông cái người đàn ông tên là Ban Đanh Đá Ba Ní này đó là một dòng họ Thích Ca, và ông thì có một cái việc làm thường xuyên đó là chống cây gậy, trên cây gậy thì có bọc những cái vàng ở trên đó, và tỏ ra là một cái người mà ông tỏ ra ông là một cái người mà giống như là sang cả địa vị và cao ngạo. Và do vậy đó thì ông đến hỏi với cái tâm thái là giống như không có kính phục Đức Phật, không kính phục Đức Phật. Và bây giờ thì Đức Phật ngài mới trả lời một cách ngắn gọn trong cái lời dạy của ngài. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi ông bà la môn này đó, ổng cái người đàn ông này đó đã nghĩ ra một điều, đó là Đức Phật trả lời như vậy thì ông tỏ ra một cái thái độ như là không hài lòng. Và sau đó thì chư tỳ kheo đã đem cái câu việc này trình với Đức Phật, thưa với Đức Phật. Thì trở lại đó thì có một điều, đó là chúng ta thấy rằng
Sở dĩ này trên cuộc đời này đó là người ta tranh luận, người ta hơn thua với nhau, người ta sử dụng bằng cái lời nói hoặc là sử dụng bằng cái vũ khí từ ở cái chỗ là người ta nhận thức một cách sai lệch, do cái nhận thức, cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nhận thức của mỗi người nó đều khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy trên cuộc đời này thì sở dĩ mà người ta có những cái sự hí luận, người ta hơn thua với nhau đó, thì do cái quan điểm của mỗi người. Và cái quan điểm đó nó tùy thuộc vào cái vọng tưởng, cái thấy của họ, cái nghe của họ, phát xuất từ cái đó, thì cái tâm ngã mạn hoặc là cái tâm kiến chấp hay là tương chấp của chính họ, và họ thường thể hiện cái tôi của mình để tỏ ra là như vậy là cái suy nghĩ của tôi, quan điểm của tôi như vậy là đúng, của tôi như vậy là hoàn toàn đúng, của anh như vậy là hoàn toàn sai, vân vân. Và thế là họ sẽ hơn thua với nhau qua cái lời nói, hơn thua với nhau, coi như là đấu tranh bằng miệng lưỡi, rồi họ sẽ hơn thua tranh đấu với nhau bằng những cái vũ khí, giống như là đao gươm sức mạnh bằng vũ lực, vân vân. Thì từ ở cái nhìn đó, đó mà người ta có cái sự khác biệt ở trên cuộc đời. Thì bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà những điều đó đã đến với lại ngài Maha Kachayana, tức là ngài Đại Ca Chiên Viên á, là một cái vị mà trước đây chúng ta được biết là một cái vị mà giỏi về các cái môn học vực, phải nói là thông thuộc từ ở các cái môn Veda, và do vậy đó thì như là một vị Bà La Môn giỏi. Và khi mà là đệ tử của Đức Phật ấy, thì ngài là một cái vị mà được gọi là một cái vị diễn thuyết một cách rộng rãi, diễn thuyết một cách rộng rãi, có cái khả năng diễn thuyết một cách rộng rãi. Thì những cái người này đó thì họ những cái vị tỳ kheo này đó đã đến thưa với lại ngài Maha Kachayana về cái việc mà Đức Thế Tôn ngài dạy như vậy. Khi mà ông Bà La Môn này đã hỏi thì Đức Phật đã trả lời một cách vắn tắt như vậy. Và ông ta thì ông Bà La Môn không có hài lòng, cũng như là với một cái tâm trạng là hỏi một cách giống như là một cái cách mà gút mắt, hay là hỏi một cách gọi là không kính tin. Thì cái thái độ đó là cái thái độ của ông Bà La Môn. Như vậy thì khi mà ngài Maha Kachayana ngài giải thích rằng là ở trong mỗi cái khi mà ngài mới nói rằng là giống như là một người mà đi đến tìm cái lỗi cây, nhưng mà rồi đó thì họ lại nhìn thấy cái gốc cây, rồi nhìn thấy cái thân cây, rồi hình nhìn thấy cái dáng cây như vậy, nhưng mà họ không đi tìm được cái lỗi cây. Giống như là ngài Ca Chi Viên ngài nói, chính Đức Phật á, là một vị đã biết được những điều đó, rõ tường được những cái điều đó, trong khi những điều đó mà các vị tỳ kheo không hỏi Đức Thế Tôn mà lại là hỏi ngài. Thì sau đó thì ngài Maha Ca Chiên Viên ngài mới trình bày, do rằng là ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với ngài Maha Kachayana là một vị thánh đệ tử của Đức Phật, hơn nữa đó thì ngài là một cái vị mà có cái khả năng quảng diễn, tức là lời dạy của Đức Phật mà là chân lý đó, thì là một vị khi mà Đức Phật trình bày như thế nào
Và đối với các cái bậc thánh thì các ngài khi đã chứng đắc hoặc là đã trực thực nghiệm được những cái lời dạy của Đức Phật và chứng đắc thành tựu một bậc thánh, thì về mặt nào đó thì cái tri kiến cũng như là sở hành của ngài đó, các ngài đó thì giống như những gì mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy, và những gì đã hiểu từ nơi lời dạy của Đức Phật và thực hành cái lời dạy của Đức Phật, là một cách rõ ràng như là một bậc thánh. Thì ở đây đó thì khi mà ngài Cao Chiên Viên ngài nói rằng cái sự liên quan, sự liên quan sở dĩ mà có cái sự khác biệt ở trên cuộc đời này, rồi họ tranh luận, họ hí luận, họ hơn thua với nhau bằng lời nói, họ hơn thua với nhau bằng vũ lực, bằng vũ khí, vân vân. Sở dĩ nó có khác nhau như vậy đó, tại vì do rằng từ ở nơi cái nhìn nhận của họ. Thì ở đây á, ngài mới nói rằng nếu mà không có cái sự gặp mặt nhau giữa cái gọi là căn, cảnh và thức đó, thì cái điều đó đó nó không thể dẫn đến cái sự là không có cái cảm thọ sai khác, rồi cũng không có cái tưởng sai khác, và cũng không có si tầm sai khác. Và do vậy đó thì nhiều cái sự tranh luận hơn thua nó sẽ xảy ra. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến cái thế giới quan của xung quanh của chúng ta, hoặc là nói đến cái thế giới mà liên quan đến thân ngũ uẩn của mỗi chúng sanh á, thì ở đây đó là phải nói đến 12 xứ, tức là nói đến 6 căn liên quan đến 6 trần. 6 trần. Thí dụ như nói đến cái cách tu tập của mình á, thì nhiều khi á, là người ta sẽ quan trọng về lý thuyết một cái gì đó, một cái gì đó, và người ta hơn thua với nhau để biện luận qua những cái từ ngữ hơn thua với nhau, gì đó để tranh luận hơn thua với nhau, dù rằng để cho người ta, cho mọi người thấy rằng mình á, là một người nổi trội hơn hết, tức là họ đưa cái bản ngã của họ lên, và họ dù là cái chấp sai của họ đó nó sai đi nữa, nhưng mà họ cũng cố gắng để bảo vệ cái quan điểm của mình, dù là quan điểm sai nhưng mà họ vẫn chấp nhận cái quan điểm đó, và họ cho rằng cái quan điểm của họ là quan điểm đúng. Thì đây là một cái sự sai sai lạc ở trong cuộc đời. Thì bây giờ khi mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến các căn mà tiếp xúc với các cái trần, tức là chúng ta có 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, tức là ý của chúng ta. Thì nếu mà nói 6 căn, tức là 6 cái nội xứ từ ở bên trong, 6 nội xứ từ ở bên trong, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tâm của chúng ta, đó là 6 nội xứ. Bây giờ nói đến 6 ngoại xứ, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Bây giờ mắt á, thì là thấy cảnh sắc. Và khi mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có căn không mà không có cảnh thì cũng không được, cũng không hình thành được sự thấy, cũng không hình thành được sự nghe, không hình thành được sự ngửi, không hình thành được sự nếm, không hình thành được sự xúc chạm, hoặc là không hình thành được sự suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ của chính mình. Như vậy thì ở đây đó thì phải có căn, tức là 6 cái căn của mình, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn của chúng ta. Rồi chúng ta tiếp xúc với 6 trần cảnh đó, 6 trần cảnh tức là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì lúc đó đó thức sanh khởi. Nếu mà thức, tức là ở đây chỉ cho tâm của chúng ta, thức ở đây là chỉ cho tâm của chúng ta, và khi mà nương gá vào trong con mắt để hình thành sự thấy, bởi vì hình thành sự thấy nó phải có 3 pháp được gặp lại, mà thức, mà tâm của chúng ta nương gá vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, nương gá vào tai đó thì gọi là tâm nhĩ thức, nương gá vào mũi thì gọi là tâm tỷ thức,
để biết được cảnh khí, và nương gá vào lưỡi để biết được cảnh vị, tức là cái thức ăn thức uống ra sao đó, thì đó là gọi là tâm thiệt thức. Rồi nương gá vào cái thân của chúng ta để biết được sự xúc giác đó, thì cái đó được gọi là tâm thân thức. Và cái gì mà chúng ta suy nghĩ ngoài những cái cảnh đó ra, những mắt tai mũi lưỡi và thân ra đó, thì cái đó là cảnh pháp. Cái cảnh đó nó diễn biến từ ở trong cái nội tâm của chính mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ba pháp đó gặp lại, nói đó trong 12 nhân duyên đó, giáo lý duyên khởi đó, thì ba pháp đó gặp lại đó thì gọi là xúc. Xúc tức là ba cái pháp đó, căn cảnh thức sanh khởi ở đâu đó, tâm sanh khởi ở đâu đó, thì đó được gọi là thức hay là tâm, thì cái đó được gọi là xúc. Xúc như vậy là sự giao thoa của căn và cảnh thôi, căn và cảnh. Và khi bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là khi mà cả các cái căn của mình tiếp xúc đó, thì mỗi người, ví dụ như là mình ăn thì có người thích cay, nhưng mà có người không thích cay, có người thì thích cay vừa vừa, nhưng mà cay quá thì họ chịu không nổi, có người thì thích mặn nhưng mà ăn lạt chút thì họ chịu không được, hoặc là có người thì thích ngọt nhưng mà bây giờ lạt nhẽo hay mặn quá họ ăn không được, vân vân. Thì cái đó là cái nhận thức của mỗi người, cái nhận thức của mỗi người. Cho nên là ở giữa căn cảnh và thức đó thì nó cũng chỉ là một cái sự tương đối mà thôi. Khi mà căn cảnh gặp nhau cũng chỉ là tương đối, chứ chúng ta không thể nói rằng như thế này nó là đúng như thế này, hoặc là như thế kia là đúng như thế kia, thì không phải. Cho nên ở đây đó nó cũng là chỉ là sự tương đối với nhau giữa căn cảnh và thức. Cho nên với một cái người tu tập đó, thì biết con mắt cái nhìn thấy cảnh sắc đó, thì chúng ta chỉ biết là cảnh sắc nó là như vậy thôi, chứ chúng ta đừng có để rằng để cho một cái tâm của chúng ta khởi lên từ sau cái việc mà do mắt chúng ta thấy, thì có tiếp nhận cảnh, rồi có xem xét cảnh, rồi có cái nhận thức, rồi sanh ra những cái sự phán đoán, hay là sanh ra cái sự phản ứng từ ở cái tâm tham của mình, hay là từ ở cái tâm sân của mình, hay hoặc là từ ở cái quan điểm suy nghĩ tà vại của mình sanh khởi lên, hay hoặc là mình nghĩ cho một cái cách gì đó để rồi mình nghĩ rằng có cái của cái tôi ở trong cái nhận thức đó. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng với một cái người tu tập, đặc biệt là một người tu tập về thiền quán, thì mình nên thấy rằng căn cảnh mà tiếp xúc với nhau thì mình nhận biết nó là như vậy, nó là như vậy, thấy như là như vậy, chứ đừng để rồi tham tâm sanh khởi, hay đừng để sanh tâm sanh khởi, hay hoặc là tà kiến sanh khởi, hay hoặc là ngã mạn sanh khởi. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói rằng là do có xúc đó, có xúc đó, mà mình khi mà có xúc như vậy, một người không có tức là không có chánh niệm, không có biết rõ được cái sự nhìn nhận nhìn thấy của chính mình, thì từ đó sanh ra cái cảm thọ, mà cảm thọ ở đây đó là thọ ưu hay là thọ hỷ trong tâm tham, hay là thọ ưu ở trong tâm sân, hay hoặc là thọ khổ, tất cả những cái điều đó nó là sanh cái phản ứng từ ở nội tâm. Và khi mà có thọ như vậy thì sẽ có tưởng sai biệt, tưởng sai biệt từ ở cái tâm sanh khởi lên. Như vậy thì sanh ra những cái, nếu mà là tham á, thì chúng ta lại tham hoặc là một cái gì đó từ ở trong cái tâm của mình, thì cái người đó họ sẽ có một cái sự hướng vọng, tầm cầu trong cái nhận thức của chúng mình, của mình. Ở đây đó thì ví dụ như là mình thấy cảnh đẹp thì mình biết là đẹp như vậy, chứ đừng để tâm tham đắm dính mắc vô trong đó. Hay hoặc là mình nghe cái âm thanh nó im dịu thì mình biết cái âm thanh nó như vậy thôi, chứ không thể nói rằng cái âm thanh này mình thích thú rồi mình đi truy tìm cái âm thanh đó, giống như một người mà thích nghe nhạc, một người thích nghe
tiếng sáo, rồi một người thích nghe tiếng đàn, rồi một người thích nghe tiếng người khen ngợi, vân vân. Thì cái điều mà mình thích thì tham tâm nó sẽ khởi lên, hoặc là sân tâm nó sẽ khởi lên. Khi mà mình gặp một cái cảnh gì đó nó không có hài lòng hay là không có ưa thích ở trong cái đó. Như vậy thì ở đây đó, đối với một người tu tập đó, thì mình nhận biết trực nhận giới bằng cái chánh niệm và tỉnh giác của mình đó. Một người biết rõ rằng chính cái nhận biết, cái thấy của mình, cái nghe của mình, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, hoặc là cái suy tư của mình, thì cái nhận biết đó cũng chỉ là nhận biết, chứ không có một cái, không để cho cái tham tâm hay cái sân tâm hoặc cái tà kiến hoặc cái ngã mạn nó sanh khởi. Đó là một trong những cái điều mà một người tu tập cần phải có như vậy. Còn ở đây đó thì thường ở trong một cái suy nghĩ, có nhiều người thì có một cái suy nghĩ rằng là sau khi chết là hết hay là còn, rồi hoặc là cái linh hồn hay cái gì đó ở kiếp này rồi bắt đầu nó sẽ luân chuyển ở kiếp sau nữa, hay là đậm hay là mất luôn, hay là cũng chính cái linh hồn này nó hoàn toàn nó luân lưu ở cho kiếp sau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong Di Diệu Pháp có nói rằng với một người mà tục sinh bằng tâm nào thì cái người đó sẽ tử bằng tâm đó. Ví dụ như là một người mà tục sinh bằng tâm tam nhân, là người tam nhân, thì cũng chính là bằng những cái tâm quả tương ương trí, bốn tâm đại quả tương ương trí, một trong bốn tâm đại quả tương ương trí đấy. Thì cái người đó sau khi mệnh chung thì cái tâm đó cũng là cái tâm duy trì kiếp sống của người đó, và cũng là cái tâm mà làm kết thúc kiếp sống của cái người đó. Và khi mà tâm tử vừa dứt thì tâm sinh, tục sinh cho một kiếp sống mới lại là một cái tâm khác, lại là một cái tâm khác. Tâm đó nó tùy thuộc vào thiện nghiệp hay là ác nghiệp mà chúng ta tạo. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp thì chắc chắn sẽ là do cái nghiệp dắt dẫn chúng ta tái sanh trong khổ cảnh. Và nếu chúng ta làm thiện nghiệp thì cái tâm đó sẽ dắt dẫn, và chính cái nghiệp đó sẽ đưa đẩy, thúc đẩy cho chúng ta tái sanh ở cảnh giới an vui. Thì điều này đó cho chúng ta thấy rằng cái đời sống luân hồi của chúng sanh đó, thì phải nói rằng nó sẽ là tiếp diễn liên tục ở trong đời sống luân hồi này. Và tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta mà chúng ta có tái sanh về cảnh giới vui khác nhau, cảnh giới vui khác nhau. Rồi tùy vào nghiệp của chúng ta, mà nghiệp bất thiện của chúng ta, mà chúng ta tái sanh ở cảnh giới khổ khác nhau, cảnh giới khổ khác nhau. Và vì vậy đó cho nên là một người mà ở trong cái, có nhiều người đó, chúng ta thấy rằng là tu ở trong Phật giáo không phải là chỉ cầu nguyện, không phải chỉ cầu nguyện để được ban cho điều này điều kia. Và chính Đức Phật đã giải thích cho chúng ta thấy rõ rằng là đời sống luân hồi này đó, khổ này đó, là do cái phiền não của chúng ta, từ ở cái tham sân si tà kiến hoài nghi rồi ngã mạn rồi cố chấp vân vân. Thì do cái điều đó đó, những cái yếu tố đó, những cái pháp bất thiện đó đó, nó mới khiến cho chúng sanh có những sự hành động, và hành động đó nó làm cho chúng sanh phải tiếp diễn trong cái đời sống luân hồi liên tục như là như vậy. Cho nên là nhiều khi đó là nhiều người đó thì hỏi rằng sau khi chết là còn hay là không, rồi là thậm chí có người đó lại đặt câu hỏi là Phật thành Phật rồi á, là sau khi mà ngài niết bàn rồi là niết bàn đó là ở đâu, hay niết bàn đó có hay không. Thì những cái điều đó hoàn toàn là chúng ta cũng biết là đều là những cái điều mà ngoài cái sự cái trí hiểu biết của chính một người phàm phu. Và chỉ có một cái người mà giác ngộ được thì họ thật sự mới là trả lời một cách đúng đắn ở trong cái việc đó. Như vậy đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng á,
dạy rằng là trong cái ngài Ca Chiên Viên ngài dạy rằng là khi mà có mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ đó, thì cái điều đó đối với một người tu đó, là cần phải quan sát. Quan sát ở đây đó là quan sát bằng cái chánh niệm, tỉnh giác của chính mình. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, để tránh đi cái tình trạng là gọi là có tưởng, rồi có tầm kiếm, rồi có những cái sự hí luận ở trong cái đời sống này, tức là tham phiền não. Nếu mà mình trả lời ở đây đó, khi mà Đức Phật ngài nói về cái sự tu tập của một vị hành giả, của một vị thánh đệ tử của Phật đó, thì ở đây có nghĩa là một người tu tập nhìn thấy rõ được các cái căn của mình, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, không để cho phiền não nó sanh khởi, không phiền não sanh khởi. Và khi mà cái pháp này sanh khởi đó, thì phiền não, do phiền não các pháp sanh khởi như vậy đó, thì làm cho cái quan điểm, cái chấp, cái ngã chấp của mình, nó nghĩ riêng về chính mình, và nó trong cái ngã chấp đó, cái kiến chấp đó, nó sai lầm. Sai lầm là ở đây đó quý vị biết rằng là do phiền não cho nên chúng sanh tái sanh. Và khi mà đoạn tận phiền não thì chúng sanh không có còn khổ đau nữa, không có còn khổ đau nữa. Và vì vậy đó cho nên là và phiền não nó phát sanh từ đâu? Phiền não nó phát sanh từ ở trong các căn của chúng ta, tức là nhãn căn, nhĩ căn, thân căn, ý căn, rồi tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Những cái căn đó phát sanh ra, phiền não nó phát sanh ra, và nó làm cho chúng sanh phải luân hồi, làm khổ đau là như vậy. Như vậy thì nếu một người mà khi mà nhìn thấy, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đó, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, thì ở đây đó, một người có chánh niệm thì luôn luôn quan sát như vậy, để tránh đi là cái tâm của mình bởi vì tham, hay là để cho bởi vì sân, bởi vì cái tà kiến, hay hoặc là cái ngã mạn, hay là cái hoài nghi nó sanh khởi. Cho nên là khi mà một trong những cái pháp bất thiện nó sanh khởi đó, thì làm cho cái sự dính mắc của mình, ngay cả trong cái sự xử sự đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng đã có một cái sự nhận thức về khác nhau ở trong cuộc đời này. Giống như ông Bà La Môn, người ông dòng người đàn ông họ Thích này cũng vậy. Tức là ông hỏi mà Đức Phật với cái tâm trạng, tâm thái của một người giống như là không phục Đức Phật, hay hoặc là với một cái tâm thái hỏi để giống như sự hút mắt, để rồi Đức Phật không có trả lời, mà điều đó Đức Phật đã hiểu được ý nghĩ, suy nghĩ của ông, cái người trong dòng họ Thích này, cho nên Đức Phật trả lời bằng một cách mà ở đây vắn tắt, và trả lời với cái suy nghĩ của ông và cái sự hiểu biết của ông, thì ông không thể nào hiểu được cái lời của Đức Phật giải thích. Và nhân đó thì ngài Ca Chiên Viên đã giải thích rằng chính các cái việc mà căn mà tiếp xúc với trần cảnh trong mỗi con người đó, thì đó chính là một cái điều mà chúng ta cần phải tu tập, phải trau dồi ở trong cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với một cái người mà tu tập đó, thì hiểu rằng là trong con mắt của mình thấy nó cũng không phải là có cái gì đó nó hàng hữu, mà nếu mà căn cảnh gặp lại thì thức sanh khởi đó. Thức sanh khởi, quan trọng là khi mà thức sanh khởi như vậy đó, thì để rằng đừng để cho cái tâm của mình, hay là đừng để cho cái tưởng, cái tầm của mình nó sai lệch,
cái tưởng cái tầm của mình nó sai lệch, rồi từ đó sanh ra cái ngã mạn, cái tham, cái sân, cái si, hoặc là cái hoài nghi ở trong đó. Chúng ta thấy rằng cái tham ái nó sanh khởi đó, phiền não nó sanh khởi cũng từ ở nơi cái việc mà chúng ta không có tu tập. Căn cảnh gặp nhau á, thì từ đó nó phát sinh ra cái phiền não. Mà cái người tu á, có nghĩa là mình chặn cái phiền não không cho sanh khởi từ ở cái nơi các cái căn đó. Mặc dù là mắt chúng ta thấy, không phải là chúng ta bịt mắt lại, không phải là chúng ta bịt tai lại, không phải là chúng ta không nói, không phải là chúng ta không ngửi, không nếm, không phải. Nhưng mà khi mà chúng ta có tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì quan trọng là có cái sự thu thúc, mà thu thúc ở đây là bằng cái sự chánh niệm. Và khi mà chúng ta nhìn chánh niệm thấy rõ, biết rõ như vậy đó, thì cái việc mà nhận thức của chúng ta nó cũng đúng đắn rồi, cái chúng ta cũng tránh đi một cái tham tâm nó sanh khởi lên. Và vì vậy đó cho nên là cái người tu tập là cái chỗ là nhìn thấy những cái điều đó. Cho nên cái giải thoát á, là từ ở trong cái mỗi cái cử chỉ, tức là cái tâm của mình không có bị vướng bận ở trong các cái điều mà do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, thì cái đó là cái sự an lạc trong cái đời sống tu tập hàng ngày của một cái người tu tập. Thì khi mà nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, ngài Ca Chiên Viên ngài giải thích rằng á, chính do căn cảnh và thức á, nó gặp lại với nhau, và nếu như một người không có chánh niệm tỉnh giác thì từ đó cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Và người ta có thể rằng, xin thưa quý vị rằng là ở trong cái nhận thức mà về cái pháp môn tu tập của mỗi người này, thì chúng ta thấy rằng ngoại đạo á, thì nhiều khi đó là cái hiểu và cái sự hành trì của những cái người ngoại đạo, rồi ngay cả những cái người tu ở trong Phật giáo á, thì cái pháp môn tu của mình á, thì mình cho rằng là đặc biệt là chúng ta gặp lại những cái pháp môn tu từ ở cái Phật giáo phát triển, mỗi một vị tổ sư thì chủ trương một cái pháp môn tu khác nhau, rồi tự cho rằng cái pháp môn đó là pháp môn tối thượng. Nhưng mà cái pháp môn nào đi nữa đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập chính thống ở trong Phật giáo có nghĩa là trong mỗi cái hoạt động, trong thân tứ, trong ngũ uẩn của mình, đối với mình một người tu tập á, là cần phải quán chiếu bằng chánh niệm và tỉnh giác. Thì như vậy đó là một trong những cái cách để diệt trừ cái ái tham, diệt trừ cái ngã chấp và đoạn tận những cái phiền não. Thì từ đó cái người đó họ mới có được cái sự an lạc ở trong cái cuộc sống hiện tại, và họ có được cái sự an lạc ở trong tương lai. Và do rằng á, là khi nào mà một người mà tu tập á, mà có một cái điều mà tính là khi nào mà mình các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh, thì mình phải nên có một cái chánh niệm tỉnh giác ở trong đó. Thì cái người tu tập là để làm sao để gọt, hay hoặc là gọt giũa cái bào mòn cái phiền não, cái ái tham, cái ngã chấp, thì cái người đó mới có được cái sự an lạc. Cho nên là ở trong cuộc đời này thì có nhiều người đó, họ hơn thua với nhau bằng cái lời nói, họ hơn thua với nhau bằng do cái quan điểm của họ. Rồi khi mà các căn tiếp xúc với các trần á, thì chúng ta thấy rằng nó cũng chỉ là một cái mức độ vừa chừng tương đối thôi, chứ mình không không thể thể nói rằng cái này là nhất. Giống như là góc độ của mình nhìn là như vậy, góc độ của người khác nhìn là như thế khác, thì mỗi người có một nhận thức khác nhau, thì không thể nói rằng nó là cái xa, cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là ưu, cái kia là liệt, vân vân. Chúng ta không thể nói là như vậy. Rồi theo một cách thông thường đó, là cái người tu là để làm sao tận diệt những cái phiền não. Đó là cái pháp môn tu mà Đức Phật ngài dạy ở trong
cái điều mà trong suốt cái tiến trình cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Và ngài Ca Chiên Viên đã nói rõ là ở trong cái giữa các cái căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, thì với một cái người mà có tu tập á, là phải nhìn lại chính mình, mà nhìn lại ở đây á, là bằng cái chánh niệm và tỉnh giác, quán chiếu lại chính mình để làm chi? Để làm cho các cái ái tham, cái ngã chấp, cái hoài nghi, cái sân hận và cái chấp sai của chính mình á, nó được được tiêu trừ, thì cái đó mới có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống. Thì ở đây hôm nay là cái bài kinh Mật Hoàng là liên quan đến những cái điều mà Đức Phật ngài đã dạy ở đây, cũng như là ngài Ca Chiên Viên đã giải rõ thích về giải thích về cái ý nghĩa của các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, nói đến 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, cũng là cái cách để mà một người cần tu tập quán chiếu liên quan đến thân ngũ uẩn của mình, liên quan đến danh và sắc này. Chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa với cái thời gian, còn thời gian còn lại chắc lẽ là còn nhiều ý nghĩa để chư tăng chia sẻ để chúng ta hiểu thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, cái trình chúng tôi phát thanh. Quý Phật tử có nghe chúng tôi rõ không? Rất tiếc là trường tọa từ siêu không có ở trong room. Do vậy, chúng ta đi vào thảo luận hôm nay, chúng tôi xin thỉnh trường tọa Pháp Đăng. Trường tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu trường tọa Pháp Đăng nghe được, xin trường tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa Pháp Đăng, trường tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Trường tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp, đặc biệt là Thắng Pháp, thì dạy rằng khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì cảnh sắc thinh khí vị xúc, nó là cảnh chân đế, nó là cảnh thật, nó là thuộc về Pháp có thực tính. Nhưng mà từ cái xúc rồi sanh ra thọ, rồi thọ sanh ra tưởng, hay là thọ sanh ra ái, thì nó sanh ra ảo giác. Thì tôi có thể giải thích tại sao từ cái cảnh thật mà tạo thành ảo giác, từ cảnh thật mà tạo ra thi thiết, từ cảnh thật mà nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là bao bành trá. Bao bành trá là điên đảo vọng tưởng. Cái tỉnh thì tội Pháp Pháp Đăng. Alo. Alo. Thì nếu mình nói theo ví dụ pháp á, thì chúng ta thấy rằng đôi nhãn, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức á, nó chỉ hợp với bảy sở hữu biến hành thôi. Bảy sở hữu biến hành này trong đó có xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Thì chỉ là sở hữu biến hành thôi, nó chưa là sở hữu bất thiện. Thì mình thấy rằng nó chưa có tạo những cái nghiệp ác. Nhưng mà thật sự thì chúng ta biết rằng mắt thấy rồi cái lộ tiếp theo là lộ định dạng, định danh, định hình. Thì lúc ấy giờ đó nó sẽ nó đi qua cái lộ ý. Khi lộ ý thì thường thường chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, thường thường chúng ta bị những cái điên đảo vọng tưởng. Nếu mà chúng ta không có biết bằng tuệ thì chúng ta sẽ biết bằng cái tham, mà cái tham mà theo cái giáo lý thập nhị duyên thì thọ duyên cho ái, thọ duyên cho ái là mình ưa thích những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm. Thường thường thì chúng ta thấy rằng
đối với cái món ăn của các cái đất nước đó, thì mỗi đất nước có một cái món ăn do cái truyền thống dân tộc đó, thì họ thích thú với cái món ăn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người mà hiểu biết đó thì vật thực chỉ là vật thực thôi, vật thực chỉ là vật thực thôi. Chính vì như vậy nên thường thường chúng ta thấy rằng những người họ ăn chay họ đặt những cái tên tên mặn kêu như vậy để cho họ có cái sự thích thích thú. Cái thật sự đó thì dù là cái vật thực đó trên phương diện nào đó thì chỉ là vật thực thôi, nếu mà chúng ta có cái tầm nhìn hiểu biết đoàn thực như là Đức Phật ngày dạy, như là người mẹ mà ăn thịt con đó, không có tha thiết gì để ăn, chỉ vì không muốn chết ở quan đảo nên cái người đó phải dùng vật thực để vượt khỏi cái quan đảo, vượt khỏi luân hồi. Thì cái mục đích lời dạy của Đức Phật là như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm đó, thì thường thường chúng ta thấy hay thấy là ta hay là của ta. Mình thấy của ta hay của ta, mình nghe mình cũng nghĩ như vậy, nên cái đó gọi là điên đảo vọng tưởng. Bởi vì cái tưởng điên đảo đó, với cái tâm điên đảo đó, nó sẽ với cái kiến điên đảo, nó sẽ sanh khởi do những cái mình gọi là không có suy nghĩ chân chánh, không có tác ý đúng đắn và không có hướng tâm đúng với cái sự thật đó. Thành ra chúng ta thấy từ từ cái sự hướng tâm không có chín chắn đó, từ cái sự mà định trang định, định hình định dạng định danh chế định đó, thì chúng ta lại thấy là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi, chứ chúng ta không có phân biệt ra đây là nội xứ, đây là ngoại xứ, đây là sắc xứ, đây là sắc xứ, đây là nhãn xứ, đây là nhãn thức giới. Chúng ta không có phân biệt ra được bằng cái trí tuệ để chúng ta thấy được các cái pháp mà sanh khởi, dù mắt thấy tai nghe phân biệt đây là nhãn căn, đây là cảnh sắc, đây là nhĩ căn, đây là cảnh thinh, đây là tỷ căn, đây là cảnh khí, đây là thiệt căn, đây là cảnh vị, đây là thân căn túc. Mình không có thường thường tu tập về nội xứ ngoại xứ hay là 18 giới. Nếu mà chúng ta có tu tập, chúng ta trả một cái về như vậy thì chúng ta không khởi lên ta và của ta, tự ngã của ta. Vì mình thấy tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, nên thường ấy, cái tự ngã, cái áp tá, cái tôi ta, thường thường chúng ta thấy lầm tưởng ở danh sắc mà chúng ta thấy tôi ta. Chứ còn một người mà tu tập đó, thì họ sẽ không có lầm tưởng, họ chỉ thấy mắt là và cảnh sắc cũng là sắc, nhãn thức là danh. Thấy cảnh sắc đó, và nếu mà mình trả về cho nó tất cả thì không có còn cái từ ngã đâu hết, chỉ là những cái duyên giả hợp do thức đi tái sanh tạo thành danh sắc lục nhập, rồi lục xúc. Lục nhập là sáu cái nội xứ được hình thành, và mình gọi là sắc nội xứ đó. Sắc ngoại xứ là những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, bên ngoài đụng vào cái nội xứ. Và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó để tiếp nhận những cảnh này. Nhưng mà khi chúng ta không có được nghe cái pháp của Bậc Thánh đó, là không nghe được Đức Phật ngày giảng dạy, chúng ta thấy rằng tôi ta tự ngã, dân tộc đất nước hay là tiếng nói của người Việt thì cái nó cái âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Nếu mà chúng ta mà có tu tập đó, chúng ta nghĩ âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Thì như vậy nên khi mà mình tu tập, mình không có quán xét như vậy đó, mình không có tu tập quán xét như vậy đó, nên mình thấy tôi ta là tự ngã, là của tôi, là tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Và chính cái điều đó đó nó tạo ra cái vọng tưởng dục, vì không thấy được những cái kết nối từ thấy tôi ta đó, thì thọ nó dưng do ái, nó tham ra cái tham ái tà kiến, mình gọi là tham ác á, hoặc là si mê, vì không hiểu biết về nội xứ ngoại xứ theo lời dạy Đức Phật, không biết nhân biết quả, không biết thọ duyên cho ái nó là phiền não, hoặc là ái duyên cho thủ nó là phiền não, và thủ đưa đến hữu hành vô minh, thì đó là những cái nhân đưa đến cái sự luân hồi. Vì mình không thấy như vậy nên mình trở thành những cái điên đảo vọng tưởng. Chứ còn khi mà mình thấy mắt nó chỉ thấy đơn giản là chỉ là những cái máy móc thôi,
nó là xúc thọ tưởng tư định mà người tác ý thôi. Nhưng mà khi mà nó tiếp nối từ lộ này lộ kia đó, thì tới lộ thứ tư, lộ ý nói đi đó, thì lúc bấy giờ mình không có phân biệt được đó, thì mình không có hiểu đúng theo pháp, không thường tác ý, không thiệt thường hiến tâm đúng với nội xứ ngoại xứ, thì lúc bây giờ mình thấy tôi ta tự ngã. Và chính như vậy đó, mình thấy mình nói rằng tôi thấy tôi khó chịu, hoặc tôi nghe tôi khó chịu, và thật sự chỉ là lỗ tai, chỉ là nghe cảnh tranh, mắt chỉ thấy cảnh sắc thôi. Nhưng mà khi khó chịu đó là tâm sân, và khi dễ chịu thích thú đó là tâm tham, và khi mình không biết đó là tâm si. Mình cứ bị tham sân si, ba cái nhân ác trong nhân bất thiện nó tạo nhân để mình đưa đến cái sự luân hồi trong đau khổ. Như vậy thì khi nào đó mà mình có cái sự chánh niệm, mà mình niệm thấy nghe ngửi nếm đụng, mình biết đây là nội xứ, đây là ngoại xứ, và chúng sanh tham ái từ đây, chúng sanh thanh tịnh là thanh tịnh từ đây, mình tập quán xét như vậy để mình thấy được cái tướng của nội xứ ngoại xứ, và mình không có chấp thủ. Mình hiểu biết được như vậy, và mình hiểu được người ta phiền não là phiền não từ chỗ này, nếu mà dứt trừ phiền não là cũng dứt trừ từ ở đây. Khi mà mình tập tu như vậy đó, mình thấy quen ngày năm tháng ngày giờ mình tập tu phân biệt như vậy hoài đó, thì mình sẽ có cái nội tâm và mình hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngài nói về ta tôi tự ngã, chúng sanh bị tham ái trói buộc, vô minh che đậy trói buộc, chúng sanh ngộ nhận như vậy. Thì con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 1 là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa, nếu con nói gì thêm thì tỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con gửi mic lại cho thượng tọa. Sau thú cái trình trường tọa pháp đăng trường tọa pháp tân trường tọa khoan hỷ trở lại với câu thảo luận số 3. Nếu trường tọa pháp tân còn ở trước máy, trường tọa tân nghe được không? Dạ, trường tọa pháp tân thông thường ở sự tranh dựng luận giữa các tôn giáo đó, nó đều dựa trên cái lý luận hết, và mình nói cái gì đúng sai cũng dựa trên cái logic, dựa trên cái lập luận. Nhưng mà trong bài kinh này thì khi mà gãy cầm tay sắt cát hỏi Đức Phật về cái giáo pháp của ngài đó, thì ngài nói rằng tất cả những cái papancha, lát nữa chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa chữ papancha đó. Ở đây thì là lý luận đó, nhưng mà thật ra nó không ngắn như vậy, nó đều phát xuất từ cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm xúc và những cho thọ những cho tưởng vân vân. Thì tại sao Đức Phật ngài không nói rằng cái sai lầm dựa trên cơ sở lý luận, mà ngài nói cái sai lầm bắt nguồn từ xúc duyên cho thọ vân vân? Thì thưa học pháp tân có thể giải rõ thêm về điểm này không, cái thỉnh thường vật. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Sư Nguyên Thông, Đại Đức Tế Trì cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì theo con hiểu là thường thường đó là người ta ở bên ngoài đó, các cái trường phái cũng như là các cái lý thuyết thì người ta dựa trên cái lý luận. Lý luận ở đây thì con nghĩ rằng họ có trước có sau, rồi lý luận có một cái nghe nghe qua đó thì chúng ta thấy nó suôn sẻ, nó dường như là có lý trong cái cách lý luận của ở ngoài đời. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta nói ở trong Phật pháp đó, thì qua cái bài kinh này thì Đức Phật này dạy là sở dĩ mà người ta có một cái kiến điên đảo, cái nhận thức điên đảo từ ở cái việc mà do các cái căn tiếp xúc với các cái trần trần cảnh. Thì ở đây con nghĩ rằng nếu mà nói là cái thế giới á, là cái thế giới là nói về cái thế giới quan thì có nghĩa là nói các cái cảnh giới,
của các chúng sanh có mặt và trú ngụ. Nếu mà nói là thế giới cũng là nói ở trong cái chính cái thân thân ngũ quẩn của mình, và nói là danh và sắc hay là ở cái thế giới bên ngoài và ở trong nội tại của chúng ta, trong nội thân của chúng ta. Thì ở đây con nghĩ rằng là cái đó cũng là một cái thế giới. Bởi vì nếu mà nói gì đi nữa, chúng sanh có nghĩa là cái mà căn cảnh và tiếp xúc với nhau thôi. Nói 12 xứ hay là nói đến ngũ quẩn hay nói 18 giới thì cũng là nói chúng sanh. Thì sở dĩ mà nói cái sự sai biệt này là do cái nhận thức sai biệt này, cho nên dẫn đến cái gọi là cái vọng tưởng điên đảo hay là cái kiến điên đảo. Thì con nghĩ rằng là nếu một người mà chỉ rằng cái mắt thấy tai nghe đó, mũi ngửi lưỡi nếm hay là thân xúc chạm đó, thì mỗi người nó có cái nhận thức về khác nhau. Ví dụ như con nghĩ rằng là một người thì nhận thức về cái đẹp do mắt thấy, thấy cái cảnh vật gì đó mà nói là đẹp, thì có người thì nhận đẹp thì nhận thức đẹp đó, là đẹp cái đánh giá cái đẹp, thì đẹp đánh giá cái đẹp đó đó nó tùy vào mỗi cái đánh giá của mỗi người nó khác nhau, cái thấy của mỗi người nó khác nhau. Rồi do vậy đó, khi mà họ trả lời theo cái suy nghĩ của họ và cái nhận thức của họ, cho nên là 10 người thì chúng ta thấy nó cũng dường như là có cái sự sai khác nhau chút. Rồi trong cái nghe như vậy thì con nghĩ rằng là ví dụ như là mình thấy rằng riêng con là con nghĩ rằng cái người Việt Nam đó, những cái người mà độ khoảng chừng 40-50 tuổi trở đi đó, thì người ta thích nghe cái nhạc mà ngày xưa gọi là nghe cái nhạc nhạc sến hay là cái nhạc nhạc vàng đó. Nhưng mà cái giới trẻ bây giờ thì họ không thích nghe cái đó, họ nói nghe cái đó nó ru ngủ, nó buồn ngủ mà nó chán, nó buồn sao đó, cho nên họ không thích nghe, mà họ thích nghe nhạc trẻ. Thì cái nghe này đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi người, không phải có thể là do cái hoàn cảnh lịch sử mà họ phải có cái nghe khác nhau, cái nhận thức khác nhau, nhưng mà rõ ràng là nó có cái sự nhận thức khác nhau ở trong cái sự nghe của mình. Hay hoặc là có thể là cái lời nói qua nói lại, thì cái người nghe đó, chúng ta nói là tam sao thất bổn, thì cái người nghe lần đầu á thì nó khác, nhưng mà lỡ có một hai người mà nào đó nghe sao mà không có xét đoán cho cẩn thận, không có suy nghĩ cho kỹ lưỡng, thì cái nghe đó nó cũng có thể là có sự sai biệt, khác biệt với nhau về cái nghe đó. Rồi cả cái thức ăn, rồi cả cái thức uống, rồi cả cái sự xúc chạm của mình. Rồi có người thì lạnh cỡ bằng ấy thì vừa, có người thì như vậy thì quá lạnh, hay là có người nóng cỡ bằng ấy thì vừa phải, nhưng mà nóng quá thì khó chịu đối với một số người. Thì ở đây con nghĩ rằng cũng là do cái quen, hay hoặc là cái sự xúc chạm của căn và cảnh của mình á, nó có khác nhau trong cái suy nghĩ. Vì vậy cho nên là khi mà mình trả lời trong một cái nhận thức của chính mình á, thì nó cũng chỉ là tương đối, chứ nó không thể nào là tuyệt đối được. Mỗi người thì có một cái sự nhận thức khác nhau về những điều đó. Nhưng mà với một người mà chúng ta thấy rằng nếu một người mà có tu tập,
Giờ quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình nhận thức sai lầm á, để có một cái điên đảo hay là cái nhận thức khác biệt với nhau á, thì con nghĩ rằng chúng sanh và cái điều của một khuynh hướng của mỗi chúng sanh á, nó có khác nhau, cho nên là nó có những cái sự nhận thức khác nhau về những đề đó. Rồi khi một người mà không có tu tập á, thì rõ ràng là không có cái sự thu thúc của các căn, giống như Phật dạy rằng á, là trong kinh dạy rằng á, mình chỉ thấy thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe như vậy, thì ngửi chỉ biết là ngửi, nếm chỉ biết là nếm. Thì khi đó là cái người đó, một người mà có thu thúc ở trong các căn của mình bằng chánh niệm, thì mình biết là thấy, chỉ biết là thấy khi căn tiếp xúc với trần cảnh, căn tiếp xúc với trần cảnh. Như vậy thì mình biết như vậy thôi, chứ không để cho cái tâm của mình nó thích thú trong một cái điều gì đó do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hay là không có hài lòng, bực bội với một cái gì mà chúng ta thấy, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Thân của mình cũng vậy, và tâm của mình suy nghĩ. Thì chúng ta biết rằng trong một ngày 24 tiếng, những lúc chúng ta ngủ thì rõ ràng là cái tâm hữu phần chúng ta đi vào trong một cái sự hạn chế nhất định. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta thức thì chúng ta có một cái sự tiếp xúc với trần cảnh. Và khi mà tiếp xúc với trần cảnh, nếu mà không có cái sự thu thúc ở trong chánh niệm do các căn tiếp xúc với các trần cảnh thì nó dễ dàng sanh cái phiền não. Và khi phiền não thì chúng ta có cái phản ứng, phản ứng bởi lời nói, rồi phản ứng bởi hành động, rồi phản ứng bởi cái suy nghĩ của mình, cái tâm của mình. Cho nên là mình ít thích hay là mình ghét, mình thích hay là mình hài lòng, mình ưa hay là mình không thích, vân vân. Thì cái đó nó đã sanh cái phản ứng từ ở cái tâm của mình. Như vậy đó thì có người đó thì người ta thích cái cảnh đó thì người ta đi tìm, đi tìm, tri tầm, tri tầm bằng mọi cách, bằng mọi giá để có được những cái đó. Rồi nhiều khi người ta tạo ra những cái lỗi lầm từ ở cái lời nói, hay là người ta tạo ra cái lỗi lầm, tức là cái nghiệp bất thiện từ cái hành động, hành động bất thiện từ lời nói, hành động bất thiện từ cái lời nói, việc làm của mình. Cho nên là có thể là do cái hành động bất thiện đó, cho nên sanh vào khổ cảnh. Thì cái sự khổ cảnh đó nó khác nhau ở trong cuộc đời này. Chúng sanh thì trong tam giới thì nó lại có, trong tam giới thì có cảnh giới khổ. Chúng ta nghe trong kinh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula là bốn cảnh giới khổ. Rồi các cái cõi giới, cảnh giới vui, tức là cái cõi vui, thì cái cõi vui đó nó khác nhau. Nói cõi vui dục giới chúng ta thấy có tứ thiên vương, đao lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại, rồi cõi người của chúng ta nữa. Thì mỗi cái cảnh giới vui đó nó thích ứng cho mỗi cái hạnh nghiệp của chúng sanh, cho nên nó cũng tạo nên cái sự sai biệt trong cuộc đời, sai biệt trong cuộc đời. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng ở đây đó là người Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những cái gì mà Đức Phật đã tự thân thấy và chứng nghiệm những điều đó. Và chính những điều đó đó thì Đức Phật dạy lại, truyền dạy lại cho những người đệ tử đó, thì những người đệ tử phải thực nghiệm những điều đó, những cái điều đó, và chứng thành tựu những cái điều đó. Thành tựu ở đây đó là bằng cái sở đắc, sở chứng của chính mình, chứ không phải là do cái lời dạy, không đâu. Cái lời dạy lý thuyết của ở bên ngoài đó thì nó mang tính nghe, nó có đầu có đuôi, có logic vân vân, nhưng mà rõ ràng là ở trong cái gì mà Đức Phật ngài dạy, như là trong cái đoạn kinh này nói là chính Đức Thế Tôn ngài đã tự thân chứng và thấy những điều đó, thấy những điều đó. Có nghĩa là trong kinh chúng ta nghe mô tả rằng những gì cần biết Như Lai đã biết, những gì cần tu tập Như Lai đã tu tập, những gì chứng đắc cần chứng đắc thì Như Lai đã chứng đắc. Thì có nghĩa là sao?
cái mà điều mà Đức Phật ngài ngài biết và thấy và chứng thành tựu ở đây đó là do cái sự trải nghiệm của chính ngài. Và những vị thánh mà tu tập mà giác ngộ theo giáo lý, theo lời dạy của Đức Phật đó, là thực hành trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật bằng cái sự thực nghiệm, chứng nghiệm của những vị ấy. Cho nên khi mà những vị ấy nói lên cái sự chứng nghiệm của chính mình thì nó giống như những gì mà Đức Phật ngài đã dạy, những gì Đức Phật ngài đã dạy. Thì ở đây con nghĩ rằng nói đến cái thế giới quan của các cảnh giới thì rõ ràng có 31 cõi như vậy, nhưng mà nói đến cái thế giới mà nội tại của mỗi chúng sinh thì có nghĩa là căn cảnh hay là ngũ uẩn, hay là 18 giới, hay là 12 xứ, tức là căn cảnh 6 căn tiếp xúc với 6 trần, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Và phiền não thì nó tùng vào đó để sanh khởi. Nếu như một người không có tu tập, tức là không có thu thúc bằng cái đời sống chánh niệm của chính mình, có nghĩa là thấy biết thấy, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, nếm biết nếm, xúc chạm biết si chạm, xúc chạm. Như vậy thì cái tâm của mình như thế nào thì mình ghi nhận biết như thế ấy, để rồi tránh đi những cái phiền não. Phiền não nó sanh khởi, và phiền não sanh khởi thì cái ý nghĩ nó sẽ sanh khởi, cái ý nghĩ sanh khởi, rồi từ đó mới sanh ra những cái nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là tà kiến, nào là hoài nghi, rồi nào là ngã mạn, sanh khởi lên, phiền não nó sanh khởi lên. Từ đó cho nên nó tạo ra cái sự ứng xử của mỗi người nó cũng đã khác nha, do cái nhận thức của chính mình. Rồi tạo ra cái sự tái sanh của mỗi cảnh giới chúng sanh nó khác nhau, có cõi khổ, cõi vui khác nhau. Rồi tạo ra cho một người được thanh tịnh hay là một người không thanh tịnh, một người được giải thoát hay là một người không giải thoát, ở trong cái đời sống hiện tại cũng như là ở trong kiếp sống mai sau. Thì ở đây là cái ý nghĩ của con, suy nghĩ của con qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin góp cái ý để trả lời cái câu hỏi này. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thủ cái trình Thượng Tọa Pháp Tịnh, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu được, thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 4. Sư Nguyên Thông, tại sao mà sự nhận thức dựa trên đối đãi đó nó thường đi xa sự thật? Xin thỉnh ý của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ góp ý kiến cho cái câu thảo luận số 4. Hỏi rằng tại sao nhận thức dựa trên sự đối đãi là thường đi xa sự thật? Tức là đối đãi là khi mà người ta nói là có cái tốt, là có cái xấu, có cái dài, có cái ngắn, có cái đúng, có cái sai. Thì kính thưa Sư Phụ, tại vì tất cả những người mà có những cái sự nhận thức như vậy đó là tại vì họ chưa có học Phật Pháp và chưa có tu hành để chứng thấy được cái chân lý. Thì khi mà một người hành giả đã tu hành để thấy được cái chân lý, nghĩa là người hành giả đó bỏ đi, buông xả đi những cái tham ái, tham dục, bị buông bỏ đi những cái tham ái, tham dục, những tà kiến đó. Cho nên những người hành giả mà tu hành theo Phật Pháp ấy, thì nhìn thấy sự vật là nhìn thấy cái chân lý, là cái chân lý nó như thế nào, thì người đó nói như thế vậy, chứ không phải là vừa đúng vừa có đúng có sai. Là vì vậy cho nên ở đây là chúng ta phải công nhận rằng chúng ta là người, tất cả những hành giả trong room này là những người rất là có phước. Thứ nhất là được làm người. Thứ hai là được làm người mà có cái phương tiện đủ ăn đủ mặc, mà có thời giờ để vào học những cái room giảng dạy chân lý tuyệt đối như là room này. Và may mắn là room này có nhiều vị giảng sư có trình độ xuất sắc tuyệt vời, có thể truyền tải được những lời mà Thế Tôn đã giảng dạy. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 4, tại sao nhận thức dựa trên sự đối đãi thì thường đi xa sự thật, là tại vì những người đó hay là tất cả những chúng sanh chưa được học Phật giáo
và chưa được thực hành thiền định. Thiền định gồm có samatha là thiền chỉ và vipassana để nhận chân được cái sự thật vào trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành mình, cho nên người hành giả đó mới thấy được cái sự thật như thị. Và khi được thấy được sự thật như thị thì cái sự thật như thị đó là không có bị trộn lẫn bởi những cái tư kiến, tà kiến và tham dục hay là sân si. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 4 này, tại sao nhận thức dựa trên sự đối đãi thì thường đi xa sự thật, là như vậy. Là vì những chúng sanh không có chánh tri kiến, không có chân tri, không có trí tuệ siêu thế. Là vì vậy cho nên họ được pha lẫn bởi những cái tư kiến là tham ái hay sân si, hay thích hay là sân. Thích thì tham ái, mà ghét là sân. Vì vậy cho nên những nhận thức dựa trên sự đối đãi là thường đi xa sự thật, không đúng với chân lý tuyệt đối. Kính thưa sư phụ, đối với câu thảo luận số 4 là con nhận thấy như vậy. Con xin được trao mai lời cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những khía cạnh mà con chưa rõ. Và con chân thành thí ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú sân trường sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, chúng tôi cũng xin được tiếp lời chư vị giảng sư để chia sẻ một số những suy nghĩ về bài kinh ngày hôm nay. Trước nhất là ở đây có một chữ mà quý Phật tử sẽ bắt gặp rất nhiều ở trong kinh điển, và thường là cái chữ này dịch rất là dễ bị hiểu lầm, đó là chữ papancha. Papancha ở đây dịch là hí luận. Thì cảm giác đầu tiên mà chúng ta khi mà người Việt Nam mà không có đào sâu Phật học thì chúng ta nghe chữ hí luận này, thì chúng ta có cảm tưởng giống như là mình thích nói chuyện vui, mình thích luận đàm để chuyện vui gọi là hí luận. Nhưng mà kỳ thật cái chữ papancha ở đây không hẳn là nghĩa như vậy. Chữ papancha mà trong một cái cụm từ mà gần nhất đó, chúng ta gọi là điên đảo vọng tưởng, hay là cái chữ mà cô độc nhất chúng ta chỉ dịch được đó là chữ khuất tán. Chữ khuất tán tức là thế nào là khuất tán? Khuất tán vọng tưởng nghĩa là cái chuyện đó nó đến với chúng ta thay vì nó nằm yên tại đó. Chúng ta làm một việc mà người Mỹ gọi là pass the buck. Pass the buck tức là cái này chuyển qua cái kia, chuyển qua cái nọ. Bây giờ chúng tôi nói một cái thí dụ về chữ ba banh trái như vậy, là chúng ta thử đem một cái chuyện bí mật của một người nào đó, mà chuyện xấu và bí mật của một vị, một người nào có tiếng lắm, mình nói cho một ai đó, thì câu chuyện nó không có dừng ở tại đó. Nó không có dừng ở tại đó, mà do cái người nghe đó, họ nghe rồi tự nhiên họ có cái nhu cầu để khuếch tán gì nó ra, thì họ mới đem cái chuyện đó họ nói thêm cho anh A, anh B, anh A, anh B nói cho anh C, anh D, nói từ rộng ra. Và và quý vị nào chờ chúng tôi chút xíu nha, chúng tôi sẽ post cái chữ papancha cho quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Và đó là chữ papancha. Thì thưa quý vị, nó không có nằm yên tại đó, mà nó cứ lan rộng ra, nó khuếch tán ra. Hay là bây giờ ở ngoài cửa sổ có trời mưa, thay vì trời mưa chúng ta chỉ thấy là trời mưa thôi, nhưng mà rồi chúng ta nhớ sư Nguyên Sa là tháng 6 trời mưa không dứt chẳng hạn, thì từ cái trời mưa mà nó khuếch tán ra thành nhiều cái ý tưởng từ người này qua người kia, hoặc là những cái một cái đám mưa mà nhỏ hạt, chúng ta cơn mưa phùn, nhưng mà rồi vị nào mà hay nghe nhạc ví dụ nó cơn mưa phùn thì tự nhiên mình nghe mình có cái cảm giác nó miên man,
Dạ, chúng ta chữ miên man nó cũng là chữ rất là hay để chỉ cái sự hay là chỉ cho cái sự gọi là khuếch tán nội tại của mình. Nhưng mà chữ khuếch đây tức là nó lan rộng, nó truyền nhiễm, hay là giống như quý vị nghe nói COVID-19, từ một người nó ra mười mấy người ở Vũ Hán, rồi mười mấy người nó làm cả thành phố, nhiều người bị rồi rồi nhiều châu lục, rồi từ từ tới lan ra. Cái đó chúng ta gọi là bao chắc. Cái chữ chữ khuếch tán là như vậy, là có một lần có một vị đạo sĩ gặp Đức Phật, khẩn khoản xin Đức Phật dạy cho pháp tu, thì đó là đạo sĩ Bahiya. Thì Đức Phật ngài dạy rằng, ngài dạy một cách rất là cô độc, ngài dạy rằng khi nào thấy chỉ biết là thấy thôi, khi nào nghe chỉ biết là nghe, khi nào suy nghĩ là biết suy nghĩ, không có ta, không có tôi ở trong đó. Thì chúng ta ít bao giờ dừng lại ở cái mức gọi là tự nhiên của sự vật, mà chúng ta luôn luôn đi xa phóng đại. Tại vì sao vậy? Cái mấu chốt ở đây Đức Phật ngài dạy rằng tại vì có mắt thấy, có tai nghe, có mũi ngửi, lưỡi nếm á, nên nó sinh ra cảm thọ. Và thọ là thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ lạc. Thì cái thọ nó sanh ra tưởng, và nó sanh ra tưởng tự nhiên là mình đã mắt thấy tai nghe lưỡi mũi mũi ngửi lưỡi nếm rồi đó, ít bao giờ mà nó nằm yên tại chỗ, quý vị thấy không? Dạ, mà ở trong nó có cái vui, cái buồn, cái không vui, không buồn. Rồi cái vui, cái buồn, không vui, không buồn, buồn đó nó lại là cái nhân để sanh ra, từ cái thọ nó sanh ra tưởng, và từ cái tưởng đó thì nó lại sanh ra cái sự thi thiết, và khi nào cái sự thi thiết thì nó sanh ra tâm, khi nó sanh ra tâm thì nó lại sanh ra cái điên đảo vọng tưởng. Thì ở đây Đức Phật này dạy cho chúng ta biết rằng nó có một cái lực đẩy, cái này nó tác động cái kia nó tác động cái đó, và cái ban đầu đó thì chỉ là cảnh hiện đến. Nhưng mà do cảnh hiện đến nó có cái mấu chốt là khi cảnh hiện đến thì cái xúc thì nó dưng cho thọ, chứ nó không có nằm yên tại đó. Và quý vị để ý thấy rằng khi nào mình ví dụ buổi sáng sớm mà mình nghe cái mùi cà phê, hay là mình chúng tôi là người sống ở miền quê, thỉnh thoảng đi ngang những cánh đồng mà nghe có cái mùi của mạ non, của lúa, của rạ lúa sau khi gặt xong chẳng hạn, thì mình nghe mình cảm nhận cái mùi đó, nó không nằm yên chỗ mà nó luôn luôn, và nó luôn luôn nó gợi nhắc và nó đưa chúng ta trở về với cái quá khứ, và nó khuếch tán, và nó khuếch tán ra tất cả những cái xúc thọ tưởng tư rồi tâm rồi rồi cái mà chúng ta gọi là pavanchá, hay là cái sự điên đảo vọng tưởng khuếch tán đó. Thì ban đầu từ cái thật mà nó sanh ra cái giả, nó sanh ra cái hư ảo. Cái thật là gì? Đó là mắt thấy sắc, đó là cảnh thật. Tai nghe tiếng là cảnh thật. Nhưng mà khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi lưỡi mùi mà nó đi vào cảm thọ, thì cái cảm thọ đó nó lại là một cái lực đẩy cho chúng ta đi xa rời sự thật. Cũng thời cảnh trời mưa mà có người rất vui, có người rất buồn. Cũng thời cái mùi thuốc lá mà có người cảm thấy là rất là hôi, mà có người khác cảm thấy nó là cái mùi cái rất là kích thích. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cái thọ nó đóng vai trò rất là quan trọng, mà điều này chúng ta không ý thức. Bởi vì tại sao Đức Phật này khuyên chúng ta nên tu tập tứ niệm xứ hay tu tập Vipassana? Tu tập Vipassana để nhìn thấy những cái gọi là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thậm chí thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, nhưng mà thấy, để mà thấy nhưng mà không chạy theo nó. Cái chìa khóa quan trọng là không để cho nó dẫn đến cái chỗ khuếch tán vọng tưởng của mình. Khi mà mình nghe cái mùi thuốc lá, rồi từ chỗ mùi thuốc lá đó nó lại đưa chúng ta trở về một cái kỷ niệm, rồi nó làm cho chúng ta miên man suy nghĩ, rồi cái vui cái buồn vân vân. Thì giống như hiện tại bây giờ ở bên Mỹ, thưa quý vị, ở bên Mỹ có một cái đại nạn đang xảy ra rất lớn ở tại Mỹ, đó là bệnh dịch. Bệnh dịch nó là một thực tại, và cái thực tại bệnh dịch này á,
nó lại dẫn đến cái sự suy thoái của kinh tế. Dạ, sự suy thoái kinh tế nó ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống. Nhưng mà đối với nhiều người thì cái bệnh dịch nó không là một thực tại nằm ở tại đó, mà thực tại nó đi với chính trị, nó đi với quan điểm cá nhân, nó đi đến hận thù, đi đến thế này thế kia, nó làm chúng ta miên man. Và người nào sống ở nước Mỹ thì hiểu rằng người Mỹ họ dành ít thời giờ để tập trung vào bệnh dịch, mà họ dành nhiều thời giờ vào những cái tranh luận về chính trị. Và điều này nó tạo thành một cái sự điên đảo vọng tưởng, trăm muôn ngàn thứ, đảng này chống đảng kia, người này chống người kia, quan điểm này chống quan điểm kia, mà chúng ta không có đối đầu với thực tại. Nó là bài học về cái sự khuếch tán của cái gọi là chúng ta gọi là điên đảo vọng tưởng. Và do vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, cái thế giới bên ngoài và thế giới bên trong, mà ai mà biết cái điểm dừng, ai biết ở đâu mà chúng ta sẽ dừng lại đó, thì thật ra cái đó cũng rất là khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta rất khó dừng, tại vì cái bản năng của chúng ta là chạy đua, bản năng của chúng ta là gia tăng. Tương tự như trên thế giới mà người ta nói là chạy đua vũ trang đó. Nước này thì có chiến đấu cơ thì nước kia phải có chiến đấu cơ, nước thì có bom nguyên tử, nước kia phải có bom nguyên tử. Và cái cuộc mà chạy đua không có ngừng, do đó người ta mới bắt đầu, người ta nghĩ rằng nếu mình chạy đua hoài chắc hai bên đều chết hết. Tại vì xài không biết bao nhiêu tiền cho kinh phí quốc phòng. Bây giờ phải ngồi xuống thương lượng và mình phải hạn chế, phải cắt giảm binh bị. Thì nếu mà chúng ta không khéo thì cái cuộc chạy đua đó nó sẽ dẫn đến một cái chỗ phá sản. Chúng ta nhớ là trong thế kỷ vừa rồi, một cái nguồn máy quân sự rất lớn của thế giới là Liên bang Xô Viết bị sụp đổ, mà người ta nói rất nhiều, nhưng mà thật ra một trong những lý do mà Liên bang Xô Viết sụp đổ đó là do đổ quá nhiều tiền để chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh. Vũ khí thì có nhiều, bom nguyên tử có nhiều, tàu ngầm có nhiều, nhưng mà thật ra cái điều đó nó làm phá sản, nó làm suy thoái. Trong khi người Mỹ thì không nhiều tiền, nhưng mà cái nguồn máy kinh tế họ có khả năng chịu đựng được. Thì ở đây chúng ta nói chung đó là con người chúng ta dễ đi vào cái trường hợp mà chúng ta đi càng xa thì càng lạc lối, càng lạc lối thì chúng ta đi càng xa. Để hiểu được điều này đó, chúng ta nhớ lại là ngày xưa mà khi mà chúng ta chưa có GPS đó, thì đôi lúc chúng ta đi lạc đường, thì đi lạc đường đó, mà không có bản đồ, không có navigator, không có GPS, thì chúng ta đi tìm đường, mà càng đi tìm đường thì càng lạc. Ở trong cổ học Trung Hoa họ nói có người mất dê, họ đi đến một cái ngã tư rồi họ đi đến, họ chọn một con đường rồi đi đến nữa, đi dần dà đó họ không biết đường về luôn, là quên cả lối về. Cái vấn đề tại đây là tại vì mình không biết mà mình cứ đi, và càng đi thì càng lạc, càng đi càng xa. Thì đa phần những cái pavanchá chúng ta gọi là những cái điên đảo vọng tưởng, hay là những cái khuếch tán của vọng tưởng đó, những khuếch tán đó chúng ta càng lún sâu thì không có nghĩa là nó giải quyết được vấn đề. Có bao giờ mà trong cái sự mà điên đảo vọng tưởng mà chúng ta càng lún sâu mình giải quyết đâu, không có. Đến lúc nào đó, người ta phải trở về với khả năng là im lặng, hay là nói như Đức Phật dạy trong cái Pháp Cú là giống như một chiếc chuông bể đánh không còn ra tiếng nữa. Cái đó là cái khó trong cuộc sống không phải là chúng ta lý luận hay. Cái khó trong cuộc sống không phải là chúng ta có thể chửi người này chửi người kia, vì cái khó trong cuộc sống là chúng ta có khả năng im lặng, dừng lại, stop, không có tiếp tục chạy theo những cái vọng tưởng nữa. Nhưng mà không, chúng ta luôn luôn là muốn khuếch tán cái chuyện đó ra, muốn tán rộng ra, mà càng tán rộng thì càng sai. Chúng tôi nhớ hồi xưa sư Giác Nguyên, sư Tại Khanh, sư có nói một điều là sư nói rằng người đời nói trong sách vở thì nó là đa ngôn đa quá là càng nói nhiều thì càng lỗi, nhưng mà với người đời họ nói là đa ngôn đã quá là càng nói nhiều thì càng khoái trá. Thay vì đa ngôn đa quá thì là đa ngôn đã quá. Nhưng mà phải nói rằng cái tính chất của cuộc sống chúng ta đó là chúng ta rất khó im lặng, cái gì cũng có ý kiến được hết, cái gì cũng, và cái ý kiến đó là ý kiến. Chúng tôi có nói là ngài Ajahn Chah đó, có người hỏi ngài vì chứ ngài có nhiều người đệ tử Tây phương, mà ngài thấy người người Tây phương với người
người Á Châu mà học thiền khác nhau thế nào, thì ngài ngài nói rằng người Tây phương không có nhiều cái ưu điểm, nhưng mà một cái nhược điểm lớn nhất người Tây phương gọi là over educated, tức là học nhiều quá. Dạ, học nhiều quá, học nhiều quá, cái gì cũng có ý kiến á. Dạ, bất cứ cái gì cũng có ý kiến, thì cái người mà cái gì cũng có ý kiến khó tu lắm. Có nhiều khi tu tập á mà nói theo lời Đức Phật dạy cho Ba Hy Giá là mình thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe. Cái người nào mà càng ít ý kiến khi ngồi thiền á thì họ càng dễ ngồi. Dạ, cái gì hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, một tiếng động xảy ra họ biết tiếng động trở về với hơi thở, cảm giác đau nhức họ biết cảm giác đau nhức và trở về. Họ không ngồi đó để mà suy diễn đi mà tà bàn tán. Người nào mà càng tán rộng, người nào còn khuếch tán vấn đề, người nào càng miên man chạy theo những cái tư tưởng thì đi càng xa, giống như người mất dê mà đi tìm dê vậy, không lợi ích gì hết. Chúng ta thường nghĩ rằng những cái chuyện đó nó có lợi ích, bởi vì khi mà gậy cầm tay sắt cá đến hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật là ngài dạy những gì, tức cái tổng quan về giới lý của ngài, dĩ nhiên là Đức Phật có thể trả lời rằng Như Lai dạy về sự khổ và chỉ diệt khổ, hay là Như Lai dạy có thể dạy rằng các pháp sanh do duyên, mà việc cũng do duyên chẳng hạn. Nhưng mà Đức Phật ngài không nói điều đó. Tại vì sao? Những điều đó nói ra đó thì chẳng những ông không hiểu mà ông lại càng đi xa hơn. Và do vậy Đức Phật ngài dạy rằng ở trong cái thế giới này đối với các vị Sa Môn, Bà La Môn có những cái pavancha, tức là có những cái điên đảo vọng tưởng là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, mà nó không dừng tại đó, mà nó sanh ra thọ, rồi thọ nó sanh ra tưởng, rồi tưởng rồi nó sanh ra thi thiết, sanh ra truy tầm vân vân, rồi truy tầm sanh ra vọng tưởng. Nên chi ông lúc nghe Đức Phật nói gì ông không hiểu, ông không hiểu sao ông theo Đề Bà Đạt Đa, thưa quý vị. Nhưng mà lúc nghe Đức Phật giảng thì ông không hiểu. Tại vì sao? Một con người trong cuộc đời đó mà họ chỉ nghĩ đến là nói hay thì cái đó mới là đạo đó. Thì thật ra thật ra họ không dịch tìm tưởng đạo hết. Cái đó phải nói theo lỗi tưởng là đạo, cả đạo phi thường đạo. Tại vì mình nói hay không hẳn là đạo đâu, mà đôi khi đạo là sự im lặng. Mà sự im lặng như thế nào? Mà sự im lặng đó đó, tức là có cái điều lại. Khi mắt thấy, chỉ biết là mắt, chỉ biết là thấy. Khi tai nghe, chỉ biết là nghe. Khi suy nghĩ, chỉ biết là suy nghĩ. Mà không có, trong đó không có cái tôi, không có cái ta. Mà dừng lại tại đó. Đó là một chuyện đặc biệt khó, vô cùng khó ở dưới cuộc đời này. Bởi vì khi mà Đức Phật nói lên điều này thì gậy cầm tay sắt cá không có hiểu được. Mà khi mà Đức Phật nói tóm tắt như vậy, chư tỳ kheo không hiểu được. Riêng về ngài Mahakaccha đó, ngài là một bậc đại đệ tử của Đức Phật, một trong những đại đệ tử của Đức Phật, thì giảng rõ về điều này thì chư tỳ kheo đến gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài dạy rằng Mahakaccha đó là bậc hiền trí, và nếu hỏi Như Lai đi giảng rộng thì Như Lai cũng giảng như vậy thôi. Thì ở đây những lời dạy của Đức Phật không phải chỉ riêng trong trường hợp này, mà một bài học lớn cho cuộc sống chúng ta là và hiện nay nếu chúng ta sống ở tại Mỹ, ở trong cái thời kỳ đại dịch, ở trong mùa bầu cử sắp đến, và quý vị biết là một ngày chúng tôi không biết bao nhiêu là những người họ gửi về những cái clip, về những cái video liên quan đến cái quan điểm của họ với những cái sự kiện của xã hội, như là bệnh dịch, những bạo loạn của xã hội, về phong trào này, phong trào kia, về bầu cử vân vân. Thì chúng ta nhìn tất cả thì chúng ta mới thấy rằng cả một thế giới đang chạy theo cái gọi là điên đảo vọng tưởng. Dạ. Nhưng mà chúng ta ít khi nhìn lại một cái sự việc nó đơn giản hơn. Thí dụ như trong hoàn cảnh hiện tại, lẽ ra tất cả mọi người nên đồng tâm dùng nỗ lực của mình vào để kiểm soát dịch bệnh. Chúng ta không làm như vậy. Dạ. Ở Mỹ này thật ra người ta đang như một chiếc xe tuột dốc vậy, thưa quý vị. Dạ. Chiếc xe tuột dốc mà nó cãi lộn với nhau. Dạ. Thay vì tìm cách thắng chiếc xe lại, hiện tại bây giờ thưa quý vị, trong 10 ngày á, thì từ con số 4 triệu có thể lên đến 5 triệu. Và họ nói trong tương lai có thể trong vòng 7 ngày á, từ 5 triệu lên 6 triệu. Tại con số nó gia tăng rất là nhanh. Và bệnh dịch đã làm tê liệt kinh tế, nó giết chết những cái business nhỏ,
và chẳng những đây là kinh tế mà ảnh hưởng đến trường học, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến mọi thứ. Nhưng mà cái chuyện đó đó nó không là một cái thực tại mà mọi người cùng nhau để đương đầu, mà trong lúc đó thì chúng ta đang cãi lộn với nhau. Nó tương tự chiếc xe đang cột dốc mà hư thắng mà cứ lo cãi với nhau, không ai lo nghĩ cách nào để mà ngưng chiếc xe lại, không ai lo nghĩ cách nào để làm sao để đến tới an toàn. Thì cái vấn đề đó nó là một bài học của cuộc sống chúng ta. Dạ. Chúng ta đang bị già đau chết chi phối, nhưng mà rồi chúng ta lại bỏ thì giờ cho những chuyện nó không liên quan đến những chuyện đó, không có liên quan. Ở trong Kinh Pháp Cú câu là vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao chưa tìm ánh sáng hồng thoát ly. Chúng ta có thể buồn, có thể vui, có thể giận dữ, nhưng mà cái buồn vui giận dữ nó không có liên quan đến không liên quan đến cái mà chúng ta đang phải đối đầu. Hôm qua chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử là Đức Phật ngài có dạy về một thí dụ là một người bị mũi tên bắn mà y sĩ muốn rút mũi tên ra để băng bó thì người đó không chịu. Mà người đó nói là trước khi băng bó phải hỏi là người bắn tôi là ai, tại sao bắn tôi, cái người bắn tôi là tên họ như thế nào. Thì giống như chúng ta hiện nay bây giờ virus 19, Covid-19 đang tấn công mình, nhưng mà bây giờ nó đang có phong trào chúng ta cùng nhau chửi Trung Quốc. Đúng, Trung Quốc là cái xứ mà phát xuất ra virus Covid-19, nhưng mà cái chuyện chửi Trung Quốc là chuyện hạ hồi phân giải, cái chuyện tấn công Trung Quốc hạ hồi phân giải. Mà cái chuyện hiện tại là chúng ta phải làm sao để cách ly, chúng ta làm sao để giảm bớt cái sự lây nhiễm, chúng ta làm sao để được an toàn cho mọi người trong gia đình. Chúng tôi thưa quý vị rằng trong thời gian rất ngắn, 2 tuần lễ vừa qua ở chùa Pháp Luân đó, mà những người Phật tử bị lây mà chúng tôi biết đó, là 13 người, ở trong đó có 2 người chết vì Covid-19. Nhưng mà cái sự việc nó rất là rõ ràng là chúng ta đang đối phó vấn đề. Chúng tôi đồng ý một điều đó là nó có những cái chuyện sâu xa hơn. Ví dụ như là Trung Quốc đã không có thông tin đầy đủ mà khiến cho lan tràn. Nhưng mà đây không phải là lúc mà chúng ta bận tâm nhiều về những chuyện chửi bên này hay chửi bên kia. Mà vấn đề hiện tại chúng ta phải làm là làm sao để chúng ta có thể đối diện với một cái đại họa, mà đại họa đó đang làm tê liệt toàn bộ đất nước, làm khủng hoảng gia đình, làm khủng hoảng nền kinh tế, thì đó mới là điều quan trọng. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài dạy bài kinh này thì ngài cũng nhắc chúng ta một điều rằng khổ nó là một nhu cầu cấp thiết. Và cái vấn đề mà chúng ta gọi là vấn đề nội tại đó là cái sự khuếch tán vọng tưởng. Ở trong chữ Hán dùng chữ điên đảo vọng tưởng, nhưng mà chúng ta dùng chữ khuếch tán vọng 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 tưởng đây, tức là chúng ta gặp chuyện gì chúng ta cũng miên man và suy diễn, gọi là Đức Phật gọi dùng cái chữ tầm, suy tầm. Suy tầm tức là chúng ta miên man chạy theo những cái đó. Giống như là bây giờ cái người đi lạc đường càng quýnh quán thì càng xa. Hôm nào mà quý vị lạc đường mà không có GPS, chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Và do vậy, đối với tất cả chúng ta trong cái cuộc sống này, trong cuộc sống này, khi mà chúng ta nhớ lời Phật dạy và chúng ta sẽ thấm thía cái lời mà Đức Phật dạy cho ngài Pahiya, đó là trong cái pháp tu là khi thấy biết là thấy, khi nghe biết là nghe, khi suy nghĩ biết là suy nghĩ. Ở đó không có tôi, không có ta, không có những cái điên đảo vọng tưởng. Và chuyện nó không dễ, hoàn toàn nó không dễ thưa quý vị. Cái khó nó nằm ở chính mình. Cái khó là cái mà chúng ta biết được cái thái độ, cái thái độ khuếch tán vọng tưởng của bản thân mình. Nên chi một cái bài học về cuộc sống này là chúng ta đừng quá tin vào lý luận, mà chúng ta phải áp dụng nó cho thực tại. Và khi áp dụng như vậy đó, chúng ta sẽ tìm thấy được những cái tinh túy ở trong lời dạy của Đức Phật cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, con xin điền khuyết cho chư chúng ngày hôm nay. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung
Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dạy chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.